Rồi số 8 mình trúng nè các bạn. Phương pháp này sẽ giúp cho các bạn kiếm được 1.000 đô mỗi tháng. Thông tin chi tiết thì các bạn hãy xem ở phần mô tả và phần comment nha các bạn. Thì mình sẽ vào mục trò chơi nè. Sau đó mình vào là mục là xanh đỏ nha các bạn. Đây là mình sử dụng phương pháp mang tên là phương pháp loại trừ các bạn. Mình sẽ xem lịch sử trước đó của nó để mình loại trừ. Mình sẽ loại trừ như sau. Ở trong 10 lệnh đầu tiên, cái số gần nhất mình sẽ loại nè. Mình sẽ loại hai số trùng. Hai số trùng nhau là số 6 nè, hai số 2 nè và số 1. Mình loại là ấu 2 và 1, mình sẽ đi những cái lệnh này. Ở đây mình đi một lệnh là 20 đô luôn nha các bạn. Sau đó mình đi nè. Và lời khuyên cho mình á, các bạn muốn chơi theo phương pháp này, các bạn nên nốt một cái phần nốt ở bên hông này các bạn chơi á, thì nó sẽ ok hơn ha. Rồi số 8 mình trúng nè các bạn. Đó, mình trúng, mình kiếm được là 55 đô nè các bạn. Lúc nãy vốn của mình là 5k nè. Mình kiếm được 55 đô nè. Ok, khi mà xong á thì mình sẽ xóa bỏ cái này nha. Mình bắt đầu mình vào lại mình xem nè. Đầu tiên là mình loại con số 8 là đầu tiên, số gần nhất là số 8 mình loại nè. Thứ hai là hai cái con số xuất hiện nhiều nhất là con số 2 nè. Được chưa? Và con số 1 luôn. Vậy thì mình sẽ loại là 8, 2 và 1. Mình loại là 8, 2, 1, mình đi hết những cái con này. Bây giờ mình sẽ đi một lệnh 20 đô luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó, khi mà các bạn note ra được như này á thì mình thấy nó dễ đúng không? Đó, mình loại ba con mà có tần số xuất hiện nhiều. Mình đi những con nào mà chưa có xuất hiện nhiều thì mình sẽ đi. Rồi, mình chờ nó ra kết quả nha các bạn. Ok, số 0 trúng nữa nè. Đó, mình kiếm được là 110 đô nữa các bạn. Chỉ sau 2 vòng thôi. Kiếm 110 đô là bằng bao nhiêu? 2 triệu, 2,5 triệu. Quá là ngon luôn các bạn ha. Cái phương pháp này á là mình cũng để ý mấy hôm nay và mình đánh thử, mình test thử và mình cảm thấy nó khá là ok. Vậy thì bây giờ mình sẽ nhắc lại cho các bạn dễ hiểu nha. Đầu tiên á thì các bạn chưa có chơi nha, các bạn chưa có chơi, các bạn vào cái chỗ lịch sử này các bạn xem nè. Và mình sẽ lựa. Ở đây thì nguyên một cái bảng này là có 10 con số gần nhất rồi ha, 10 số gần nhất. Thì mình sẽ loại đầu tiên á, loại đầu tiên là loại con số gần nhất. Là cái con mà nó vừa sổ xong á, là mình sẽ loại nó luôn, mình không đi nó. Cái thứ hai là mình sẽ loại hai số liên tiếp trùng nhau. Đó, hai số nào mà liên tiếp trùng nhau thì mình loại, còn nếu mà không á thì mình sẽ nhìn qua cái thứ ba là loại hai con số xuất hiện nhiều. Tần suất xuất hiện nhiều ha, từ 2 đổ lên. Thì xuất hiện nhiều là 1 nè, là xuất hiện nhiều nè, 2 xuất hiện nhiều nè. Bạn thấy không? Đó, tần số xuất hiện nhiều thì mình không đi nè. Đó thì mình loại con số 8 gần nhất mình cũng loại nè. Đó. Thì như vậy á, mình đi 7 con và mình loại 3 con. Đó, mình đi 7 mình loại 3 thì cái tỷ lệ mình chiến thắng tới 70% rồi các bạn. Chỉ có 30% xác suất là mình thua thôi. Ok ha. Còn nếu mà trường hợp mà thua nữa thì các bạn vẫn đi nha, các bạn cứ đi theo. Và các bạn đi theo cái lệnh là 1 nè, 2 nè, 4 nè, 8 nè. Là mình đi theo công thức là 4 lần liên tiếp. Nhưng mà theo mình thấy ha, các bạn chỉ cần đi tới lần thứ 2 hoặc là lần thứ 3 thôi là các bạn đã kéo về vốn rồi ha. Đó, và vẫn là công thức là đi 1% vốn nha. 1% vốn nha. Đó, 1% vốn nha các bạn lưu ý nha. Đó thì thông qua hai lệnh mình đi thôi, mình thị phạm cho các bạn, mình kiếm được là 110 đô nữa các bạn. Đó, khá là ngon luôn nha.